Cha và Con và Thánh Thần, cứu xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng chúng làm xuống dưới đất cho mọi kinh mọi việc chúng con từ bây giờ cho đến hoàn thành những việc ấy. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Chúng con hôm nay tiếp nhận một bệnh nhân mới. Bệnh nhân này ung thư sàn lưỡi. Chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, chúc lành cho người anh em này và chữa lành cho người anh em này trong khoảng thời gian người anh em này ở lại tại điểm Hội Chữ Thập Đỏ, yêu thương người cho không để chữa bệnh. Xin Chúa Giêsu chữa lành cho người anh em này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân dân Cha và Con và Thánh Thần. Bây giờ hôm nay cha làm gì với một ca bệnh này ha? Ca bệnh này là từ ở tỉnh nào? Tỉnh Hà Tĩnh. Một giáo phận nào? Giáo phận Vinh. Cha xứ của con là cha gì? Hồ sơ bệnh án của con thì có đây ha. Bây giờ cha bắt đầu làm hồ sơ nha. Bây giờ trước tiên là con có một cái giấy giới thiệu của cha xứ con ha. Cha xứ con là Linh Mục Du Xe Nguyễn Hồng Lĩnh, nhà thờ giáo xứ Trúc A, xóm 4, Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh. Bây giờ trước tiên là cha đọc cái thư của cha xứ con. Giáo phận Vinh, giáo hạt Ngàn Sâu, giáo xứ Trúc A, kính gửi cha chánh xứ dòng lớn. Tôi là Linh Mục Du Xe Nguyễn Hồng Lĩnh, quản xứ Trúc A, giáo phận Vinh, thuộc xóm 4, Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh. Xin chứng nhận ông John Bautista Trần Thanh Luyện là người công giáo thuộc giáo xứ Trúc A, giáo phận Vinh. Hiện nay ông bị bệnh hiểm nghèo, xin cha và cộng đoàn thương giúp ông được trú ngụ trong thời gian chữa bệnh. Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn cha và cộng đoàn. Chúc A ngày 24 tháng 5 năm 2018, Linh Mục quản xứ ký tên đóng dấu Du Xe Nguyễn Hồng Lĩnh. Đây là cái thư mà cha xứ con gửi con đến đây để chữa bệnh. Thì trước tiên cha nhắc con là khi con được đến đây chữa bệnh là cha xứ của con đã gửi con đến đây bằng cái thư chữa bệnh. Có lẽ vì một cái căn bệnh hiểm nghèo mà xứ con chữa không được, rồi cha xứ thương con gửi con đến với cha Từ để con được chữa lành. Thì điều đầu tiên là cha nhắc nhở con là con phải cảm ơn Chúa. Con phải cảm ơn cha xứ của con đã gửi con đến đây để chữa bệnh. Thì đây là điều cha rất là mừng cho con nha. Điểm thứ hai thì cha cũng nhắc nhở con thêm là khi cha xứ con gửi con đến đây rồi thì con cũng phải nghe lời cha xứ của con để con chữa hết bệnh. Mà cái nghe lời cha xứ của con bằng cụ thể là nghe lời ba người này với cha là bốn người này đang là diện chẩn cho con để con được mau khỏi bệnh như vậy. Vì thế con nghe lời cha xứ con đồng nghĩa là con nghe lời bốn người này. Thì khi vào cuộc khám bệnh rồi thì bốn người này dạy con cái gì con phải nghe cái đó để con mau hết bệnh nha. Ví dụ như là dạy con phải ngủ mấy giờ, ăn mấy giờ, ăn cái gì, làm cái gì, cái đó con phải nghe lời trực tiếp và không được cãi. Vì nếu cãi lại cái diện chẩn này, cãi lại cái phác đồ này thì con không hết bệnh. Mà nếu con sai với cái phác đồ này thì con sẽ bị đuổi ra khỏi phòng khám nha. Ví dụ như bây giờ ban diện chẩn đề nghị con là ăn cháo trắng thì con phải ăn cháo trắng. Còn nếu con lén lén con ăn cơm mà khi phát hiện ra được là đuổi ngay, không tha thứ cho con. Bởi vì cái phác đồ này làm cho con hết bệnh, chứ không phải cái phác đồ này là làm cho con chết đi con nha. Thì con cũng đã ở phòng trọ ngoài kia một đêm rồi ha. Con thấy những người
khỏe không? Khỏe. Những người đó vô là coi như là chờ chết mới vô đây. Thì vô đây họ đã vượt qua hết rồi ha. Thì cũng có một người ung thư sàn lưỡi với con vậy, nhưng mà họ mới vô có 6 ngày thôi mà hôm nay họ đã khỏe rồi. Thì nếu như con nghe lời cái phát đồ này thì thời gian cũng không lâu đâu. Cha nghĩ thời gian không lâu nha. Thì thôi thì bây giờ cha khuyên con là cuối cùng tất cả mọi người ở đây đang thương con để trị bệnh cho con, cũng như xứ con, cha sở con thương con, vợ con của con thương con, gửi con vô đây thì con phải nghe lời hết những người này để con được chữa lành nha. Rồi sau khi con khỏe lại rồi thì con ăn uống cái gì ở đây không cấm cản con, nhưng trong quá trình điều trị thì con phải nghe lời các vị này để họ diễn chẳng cho con nha. Vậy nha, đó là phần cha nhắc nhở con trước nha. Phần thứ hai là con có một cái chứng minh nhân dân photo công chứng, như vậy là để xác minh rằng con là người ở đâu nha. Thì coi như đã chứng thực con là người ở nơi hộ khẩu thường trú của con là Hương Lâm, Hương Khê, Hà Tĩnh. Chứng minh nhân dân được cấp ngày 15 tháng 5 2003. Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh ha, đó là đã ký tên cho con chứng minh nhân dân. Như vậy là con đã chứng thực được là con là người có nguồn gốc là đạo Thiên Chúa có cha sở giới thiệu đến đây. Về phía nhà nước là con có chứng minh nhân dân photo công chứng ha, là hai điểm. Về phía bệnh tật thì con có bộ hồ sơ bệnh án của con. Hồ sơ bệnh án này là ung thư sàn lưỡi, tóm lại là ung thư lưỡi đi cho nó dễ gọn ha. Nhưng mà ở giai đoạn là coi như không còn thuốc chữa trị. Như vậy thì con đến đây con chữa trị là theo thế gian là hên xui ma rủi ha. Nhưng mà theo khoa học thì cha có ban diễn chẩn đây. Những người này họ dịnh trên cái phát đồ của Diệu Ký Đạo để họ diễn chẩn cho con. Đó là theo khoa học chứ không phải là theo thế gian hên xui ma rủi đâu nha. Rồi theo đức tin của con nữa, con là người tin Chúa thì đương nhiên con phải cố gắng con cầu xin Chúa để Chúa chữa lành cho con nha. Đó là cái phần của con nha. Vậy thì về phía bên ngoài, hồ sơ bên ngoài của con là coi như con đã hoàn thành cái hồ sơ để con được vào đây. Khi con được vào đây rồi thì tại nơi này sẽ cấp cho con một cái thẻ bài. Cái thẻ bài này là có tên tuổi của con, ngày tháng năm sinh, cư ngụ ở đâu, và con được đến đây khám bệnh một cách tự do mà không ai làm khó con hết. Là nơi này con được đến đây diện chẩn mỗi ngày, chừng nào hết bệnh con về ha. Thì đó là cái nguyên tắc. Như vậy là cha nói lại cho con một lần nữa, như vậy là ở bên ngoài con có bộ hồ sơ của con, còn ở đây con có được một cái giấy xác nhận để con được khám bệnh, mà ở đây là địa phương của cha xác nhận cho con, là hội chữ thập đỏ của xã Vĩnh Kim xác nhận cho con, ký tên đóng ngọc nha. Như vậy là con có đủ hồ sơ. Ngày hôm nay thì cha xứ gửi con vô để được khám bệnh, thì ngày mai này khi con hết bệnh rồi thì ở đây ban diễn chẩn sẽ gửi ngược cho cha xứ con một cái lá thư, gọi là thư hồi báo. Báo cho cha xứ con biết rằng là bệnh tình của con đã hết, bây giờ gửi con ngược trở lại cha xứ của con. Và dặn dò cha xứ của con là phải nhắc nhở con những cái gì cần trong cuộc sống sắp tới, để con không phải mang cái căn bệnh hiểm nghèo này nữa nha. Đó là nguyên tắc ở đây nha con ha. Thì sau khi con trở về xứ con thì con sẽ nhận là được một cái thư ở đây. Thư ở đây là thư của điểm hội chữ thập đỏ hồi báo gì cho cha xứ con, để cha xứ con cũng nhận được là mình gửi đi rồi mình có nhận lại. Thì trong thư đó nội dung là thăm sức khỏe cha xứ, rồi cũng cho cha xứ biết là cái bệnh tình của con đã được hết, rồi cũng cho cha xứ biết rằng là bệnh tình của con phải sống những ngày tháng sắp tới như thế nào, để cha xứ hiểu được bệnh tình của con mà nhắc nhở con thêm, để cho con không có phải mang căn bệnh hiểm nghèo trở lại một lần nữa nha. Đó là chuyện như vậy nha.
Bây giờ hồ sơ bên ngoài đã xong, bây giờ tới hồ sơ bên trong. Bên trong là trong phòng khám. Ở trong phòng khám cha có hai cái hồ sơ, hai cái miếng giấy. Một là cái giấy đơn xin khám chữa bệnh, hai là cái giấy cam kết khám chữa bệnh nha. Bây giờ cha đọc cái giấy đơn xin khám chữa bệnh cho con nghe nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, đơn xin khám chữa bệnh. Tôi đứng tên dưới đây là tên của anh, ngày tháng năm sinh, cư ngụ tại anh cư ngụ tại đâu, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, chức vụ nghề nghiệp, hộ tôn giáo. Bây giờ nội dung trong đơn nè: hôm nay tôi làm đơn này kính xin điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không, cho tôi được khám chữa bệnh tại phòng khám đông y Việt Y Đạt. Lý do tôi đang mang căn bệnh, ghi căn bệnh vô, là căn bệnh hiểm nghèo, tôi không còn tiền chạy chữa, nên tôi làm đơn này xin đến điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không, cho tôi được khám chữa bệnh miễn phí. Trong thời gian chờ đợi sự chấp thuận của phòng khám đông y Việt Y Đạo tại phòng khám yêu thương cho không, tôi chân thành biết ơn. Khi con làm cái đơn xin khám chữa bệnh này thì có hai cái lợi. Cái lợi cho con đó là do bởi là tôi không còn tiền chạy chữa, nên tôi làm đơn này xin đến đây để được chữa bệnh miễn phí. Vậy thì khi con ký tên vào trong này thì khi con hết bệnh rồi, không ai có quyền đòi tiền con hết. Con hiểu không? Không ai được quyền đòi tiền con vì con đã làm đơn xin rồi. Ngược lại, có một cái lợi cho bên phòng khám là phòng khám ở đây không có rủ con về để khám. Tự con đến đây con xin khám, chứ phòng khám này không có rủ con. Và bằng chứng rằng là cha xứ giới thiệu con đến đây, chứ phòng khám này không có rủ con đến đây. Cho nên để nói lên là ở đây không dụ dỗ con, và con khám bệnh rồi cũng không được ai đòi tiền con nha. Đó là cái nội dung của đơn xin khám chữa bệnh nha. Bây giờ một cái nội dung là giấy cam kết. Bây giờ trong cái giấy cam kết này nó có một cái đặc biệt, cha đọc cho con nghe rồi để con suy nghĩ nha. Đây là con phải không? Còn đây vợ ha, là tốt lắm rồi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc, giấy cam kết khám bệnh. Tôi đứng tên dưới đây là tên của anh, địa chỉ của anh, sinh ngày tháng năm cư ngụ, chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, chức vụ nghề nghiệp, số điện thoại tôn giáo, ghi vô hết nha. Bây giờ cha nói con nghe nè, cái nội dung nè: hôm nay tôi làm giấy cam kết này trước mặt cha Phêrô Nguyễn Văn Tường, thầy lương y Du Xe Nguyễn Tấn Thanh, y sĩ Margarita Phạm Thị Thanh Tâm và quản nhiệm Dominico Phạm Nhân Tây. Đó. Tôi hứa rằng tôi sẽ tuân thủ phác đồ điều trị của phòng khám nếu ngày nào tôi còn điều trị. Còn nếu tôi làm sai phác đồ điều trị của phòng khám hoặc xảy ra chết đi con người của tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm, và gia đình của tôi cũng như người thân của tôi, vợ con của tôi không được truy cứu. Thưa kiện, đây là lời hứa trước mặt của cha Tường, thầy lương y Tâm, thầy lương y Thanh, y sĩ Tâm, quản nhiệm Dominico Tây. Đây là những lời của tôi viết trước khi tôi ký giấy cam kết. Giờ cha giải thích thêm. Ở trong cái giấy này, khi mà con tuân thủ cái phác đồ điều trị trị bệnh ung thư lưỡi của con, mà con làm sai phác đồ con bị đuổi liền, không có tha thứ cho con nha. Ví dụ như có một số người ăn sai phác đồ đuổi, không tha thứ, bởi vì tha thứ không hết bệnh nha. Điểm thứ hai, cha nói rồi con nhớ nha, khi con ăn sai phác đồ, thí dụ thầy bắt con ăn cháo mà con ăn cơm là con bị đuổi đó, nhất định đuổi, không tha thứ cho con nha. Ở đây là tuyệt đối thương là thương, mà tha là không tha. Thương con cho roi cho giọt, ghét con cho ngọt cho bùi, lỗi con khỏa lấp làm ngơ, cứ cho bùi ngọt nào ngờ là thương. Vậy ở đây cha thương con là cha cấm con không được làm bậy để con hết bệnh. Nếu con cả gan làm bậy cha đuổi tại chỗ. Cha nói rõ nha, để con không trách được nha. Trong cái thư này, trong cái giấy cam kết này nó có một điểm thứ hai nữa.
là do bởi cái bệnh tình này và thời gian ở đây lâu lắm, vì không biết con rủi chết đi con người của con, trúng gió cảm mạo bốn mùa chết hay là tai biến chết thì ở đây không thường con nữa. Vì thế con ký cái giấy cam kết này để nói lên rằng khi con có chết bất đắc kỳ tử thì ở đây con không được thưa kiện ở đây. Đồng ý không? Đồng ý cho mới cho ký, mới chữa bệnh nha. Rồi nếu con đồng ý thì con ký vô. Thì sĩ Tâm nhờ cho họ ký. Đó là chương trình là vậy đó con nha. Ký ghi rõ họ tên. Ghi tên xong lên giữ. Ký tên vô. À dưới nữa rồi. Con kia. Đưa qua thằng trong quản diện ký bên kia. Kể cả cha cũng ký vô đây để làm bằng chứng, tất cả mọi người chúng ta cùng ký tên để giúp cho ông Trần Thanh Liện được mau khỏi bệnh nha. Cha nói lại một lần nữa, tất cả chúng ta đều cùng lên xuồng ký tên hết rồi. Vậy thì bây giờ nếu con đi sai phát đồ là đuổi nha, cho ông tha thứ. Mà nếu lỡ con có chết là không được thưa kiện ở đây nha. Đó là chương trình của mình thống nhất như vậy để mình làm việc ha. Rồi đây là chương trình đã xong nha. Con còn ý kiến gì không? Ừ, con mong được chữa bệnh. Làm sao con biết được ở đây chữa bệnh? Giới thiệu. Rồi con ra xin cho sở con thì cho sở nói sao? Cha còn mừng nữa ha. Rồi thôi tốt rồi. Vậy cha nhắc con lần cuối cùng, con chữa bệnh ở đây con cũng phải nhớ cầu nguyện cho cha và những người ở đây. Rồi con cầu nguyện cho cha sở con và họ đạo con. Rồi con cầu nguyện cho bản thân con, cho gia đình con và cho những người ở trong phòng đang là lưu trú bệnh nhân ở tại nhà trọ nhé. Rồi cuối cùng này cha cầu xin Chúa chúc lành cho ban diễn trận, cũng như là cầu xin Chúa chúc lành cho anh cũng như cho mọi người nha. Giao lại cho ban diễn trận nha. Rồi ok. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cái gì danh Chúa nhân từ cho các đấng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng như vậy vô cùng. Amen.